Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh muốn gia tăng trấn áp tự do ngôn luận. Ngày 18 tháng 7, AFA Tiếng Việt có bài bình luận yêu cầu định danh tài khoản mạng xã hội mới được bình luận là trấn áp tự do ngôn luận. AFA dẫn báo Nhà nước cho hay, trong cuộc họp của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 7, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông thành phố, đề nghị cần có quy định tài khoản mạng xã hội được định danh mới được bình luận khi trả lời đại biểu về giải pháp xử lý tin giả xấu độc trên mạng. Hình ảnh bài trên AFA. Theo đó, chủ sở hữu tài khoản mạng xã hội sẽ phải cung cấp thông tin của bản thân như tên thật, số điện thoại, địa chỉ email hoặc giấy tờ tùy thân nhằm chứng minh danh tính của mình. Theo AFA, báo Thanh Niên dẫn lời một số người dùng bày tỏ sự ủng hộ về đề xuất này của ông Thắng trong việc góp phần xây dựng môi trường mạng xã hội văn minh, ứng xử phù hợp với thuần phong mỹ tục, quy định của pháp luật. Bài báo trích dẫn ý kiến của hai công dân thành phố nói rằng việc yêu cầu định danh cá nhân sẽ giảm đi tình trạng tài khoản có nội dung độc hại, lừa đảo người dùng, cũng như hạn chế việc công kích cá nhân trên mạng xã hội. Tuy nhiên, AFA dẫn ý kiến của một giảng viên kỳ cựu của Đại học Kinh tế Quốc dân ở Hà Nội cho rằng chỉ với quyền lực của an ninh Việt Nam hiện nay, họ có thể yêu cầu các ngân hàng thương mại cung cấp thông tin, giải quyết được nạn lừa đảo trực tuyến. Nhưng theo ông, thì vấn nạn này vẫn đang tràn lan và an ninh Việt Nam không quyết tâm ngăn chặn. Và mục đích duy nhất của đề nghị này là đàn áp tự do ngôn luận. AFA dẫn nhận định của cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Thị Tố Nga, người bị kết án 5 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì nhiều bài viết về tự do và dân chủ trên mạng Facebook, cho rằng việc bắt người dùng mạng xã hội phải định danh thì sẽ hạn chế quyền tự do ngôn luận, nhất là trong bối cảnh ở Việt Nam hiện nay, nhà cầm quyền Việt Nam hầu như đang làm mọi cách để hạn chế tiếng nói của những người bất đồng quan điểm. Có lẽ mục đích lớn nhất là nhằm vào những người bất đồng chính kiến như thế. AFA nhắc lại, báo Tuổi Trẻ Online ngày 19 tháng 12 năm 2023 trích dẫn báo cáo tổng kết an ninh mạng Việt Nam năm 2023 do công ty an ninh mạng NCS công bố, nói rằng tình trạng lộ lọt dữ liệu của người dùng tại Việt Nam đã ở mức báo động. Chỉ cần bỏ ra vài nghìn đồng là có thể có được dữ liệu cá nhân của một người thông qua số điện thoại liên lạc, hình ảnh người dùng mạng xã hội. Công ty an ninh mạng NCS đưa ra nguyên nhân chính dẫn đến việc dữ liệu tại Việt Nam bị lọt vào tay kẻ xấu, đó là các hệ thống thu thập, lưu trữ thông tin người dùng nhưng không đảm bảo an ninh, từ đó bị tin tặc, hacker xâm nhập và lấy cắp dữ liệu, hoặc bị nhân viên chủ động bán ra ngoài để thu lợi bất chính. AFA dẫn quan điểm của cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Viết Dũng cho rằng số đông dân chúng hàng ngày phải đối mặt với vấn nạn trực tuyến như tin rác, lừa đảo trực tuyến, bạo lực, dụ dỗ tình dục, nhưng nhà nước chưa có một cơ chế hay chính sách nào để bảo vệ họ. Ông Dũng cho rằng, về mặt kỹ thuật thì đề nghị này hoàn toàn khả thi đối với các nền tảng được phát triển bởi Việt Nam, chẳng hạn như Zalo. Còn với các công ty công nghệ của nước ngoài như X, Google hay Meta, thì họ luôn có chính sách riêng của họ, dù vẫn phải lắng nghe kiến nghị xử lý thông tin liên tục đến từ nhà cầm quyền Việt Nam. Theo ông Dũng, an toàn thông tin cá nhân của mỗi người dùng mạng xã hội phụ thuộc vào sự bảo mật và chính sách của nền tảng họ dùng, chứ không phải cứ cung cấp thông tin cá nhân cho công ty là người dùng sẽ mất an toàn thông tin. Ví dụ như Facebook cũng thường đòi xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân khi có khiếu nại. Còn theo vị giảng viên đại học ở Hà Nội, nếu thực hiện được kế hoạch định danh, thì nhà nước độc đảng ở Việt Nam sẽ bất lợi vì đội ngũ dư luận viên sẽ không còn cơ hội để lập các tài khoản giả để đi bình luận nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh muốn gia tăng trấn áp tự do ngôn luận. Bộ Công an đề nghị Trung Quốc và Anh tương trợ pháp lý trong điều tra giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát. Ngày 15 tháng 7, AFA Tiếng Việt loan tin, Bộ Công an đề nghị Trung Quốc và Anh tương trợ pháp lý vụ bà Trương Mỹ Lan. AFA cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hôm 15 tháng 7 đã tống đạt cáo trạng đối với bà Trương Mỹ Lan và 34 người khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Bà Lan và đồng phạm bị cáo buộc có hành vi lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ đô la. Theo AFA, Bộ Công an đã gửi công văn yêu cầu tương trợ pháp lý với Trung Quốc
Hồng Kông và Tổng trưởng lý các quần đảo British và Cayman thuộc Anh đề nghị xác định về pháp lý của 11 tổ chức và giám đốc đại diện của họ. Những tổ chức này được cho là có quan hệ với vợ chồng bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Lập Cơ. Hình ảnh bài trên AFA. Hai cá nhân cũng bị đề nghị xác định là Chiu Binh Kern, Kenneth và Chen Yi Chung. Tuy nhiên, hiện tại chưa có trả lời gì từ các nơi được gửi công văn. AFA dẫn truyền thông nhà nước theo đó. Cáo trạng của Viện Kiểm sát cho biết người tên Chiu Binh Kern Kenneth có quốc tịch Anh và Bắc Ireland là luật sư đại diện cho bà Trương Mỹ Lan quản lý các công ty tổ chức nước ngoài thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát. Theo cáo trạng, Chiu Binh Kern Kenneth có hành vi tạo lập loạt hợp đồng khống giữa các công ty trong nước với công ty nước ngoài để làm hồ sơ chuyển tiền đi và ngược lại. Ông này bị cáo buộc đã chuyển đi hơn 500 56 triệu đô la và nhận về hơn 940 triệu đô la trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2022. Vẫn theo AFA, ông Chen Yi Chung, quốc tịch Hồng Kông, quyền tổng giám đốc SCB, bị cáo buộc đã thực hiện 13 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài hoặc nhận tiền về Việt Nam cho các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát trong giai đoạn tháng 10 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021, tổng số tiền là hơn 700 triệu đô la. AFA cũng cho biết cáo trạng mới nhất dành cho bà Trương Mỹ Lan là giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ở giai đoạn 1 của vụ án đã bị đưa ra xét xử vào tháng 3 năm 2024. Bà Lan bị tuyên án tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Hình ảnh những nạn nhân của vụ lừa đảo của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Liên quan đến vụ án này, trước đó ngày 11 tháng 6, AFA cho hay công an kêu gọi 10.000 nhà đầu tư trái phiếu Vạn Thịnh Phát hợp tác trình báo. Theo đó, Bộ Công an xác định số người bị hại trong vụ tập đoàn Vạn Thịnh Phát là hơn 35.000 người. Tuy nhiên, mới chỉ có khoảng 25.000 hồ sơ trái chủ được thu hồi, còn gần 10.000 nhà đầu tư trái phiếu Vạn Thịnh Phát chưa trình báo công an. Đây là những người đã đầu tư mua 25 mã trái phiếu của các công ty con thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát là công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Cetra. Họ là những nạn nhân của vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử tài chính này. Số tiền bị chiếm đoạt được xác định là hơn 30.800 tỷ đồng. AFA dẫn truyền thông nhà nước vào các ngày 29 tháng 7, 22 tháng 9, 7 tháng 10 năm 2023 và ngày 14 tháng 5 năm 2024, cơ quan điều tra đã ban hành các thông báo tìm người bị hại và các quyết định ủy thác điều tra gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tại 58 tỉnh thành phố trên cả nước lấy lời khai của 35.824 người bị hại. Vẫn theo truyền thông nhà nước, đến nay cơ quan điều tra Bộ Công an đã xác định rõ thông tin từng cá nhân và thu thập đầy đủ ý kiến của 25.140 hồ sơ trái chủ. Tuy nhiên, vẫn còn gần 10.000 hồ sơ bị hại chưa thể hoàn tất do chuyển nơi cư trú và chưa hợp tác trình báo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Bộ Công an đề nghị Trung Quốc và Anh tương trợ pháp lý trong điều tra giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d